Cru số sàn lên em nhá, xe còn rất là đẹp luôn, bao cho anh em máy móc bảo hành từ 3 đến 5 tháng này. Một em Cru số sàn đây chị nhá, đó, nội ngoại thất đẹp căng này, 2011 đăng ký 2012 đây. Em xe này là trước đây thì cũng luân quanh 200 mấy, nhưng mà đợt này đang giảm còn là 220 cũ thôi nha. Là một em số tự động, nên là Lazuti Series chỉ còn là 230 cũ thôi, số tự động. Đấy, form dáng cục giống như Cruy, phân khúc rộng rãi C, số tự động luôn. Đấy, cửa nóc luôn anh em nhá. Đấy, ghế da này còn rất là đẹp. Đấy, những nút bấm này, đấy, keo chỉ này còn nguyên bản hết nhá. Con này là Lacity Series 2010 anh em nhá. Nội ngoại thất đẹp căng luôn. Xe này chỉ có 230 triệu đồng thôi, anh em nào mà không mua thì mua xe gì. Đây, i10. Em i10 này là phiên bản số sàn 2019, màu trắng luôn anh em nhé, 2019 màu trắng. Em xe này thì hiện tại bên em đang chào bán cho anh em là 285 triệu đồng, trang bị như hệ thống phanh ABS, túi khí an toàn, la răng đúc, xi nhan tích hợp gương, đầy nổ ta túp, rất là đầy đủ option trong xe này. Đăng kiểm dài miên man màu trắng luôn, chỉ có 285 cũ anh em nhá. Đấy, còn rất là đẹp. Đây, đó thì ba mẫu xe này em đang giảm giá sâu luôn. Anh em nào đang quan tâm ba mẫu xe này, cứ tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em để mình test xe, chạy thoải mái nha. Số sàn, số động đều có anh em nha.